Tại Lạng Sơn, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị giao ban công tác xúc tiến thương mại khu vực phía Bắc năm 2023 nhằm triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết 01 NQCP của Chính phủ, chỉ thị số 03 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ và chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023 của ngành công thương được phê duyệt tại quyết định số 2924 bốn qdbct ngày 28 tháng 12 năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Bộ Thắng Hải cho biết, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế còn nhiều thách thức đặt ra cho ngành công thương, công tác xúc tiến thương mại được xác định là một trong những giải pháp quan trọng và hiệu quả, góp phần cải thiện ba động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, phát triển thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Tại hội nghị, đại diện Sở Công Thương, Trung tâm xúc tiến thương mại và Hiệp hội ngành hàng đã chia sẻ kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2023, đề xuất những nội dung cần sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, sự phối hợp của các địa phương trong vùng cùng trong trao đổi về những sáng kiến, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại cấp vùng, cấp quốc gia để hỗ trợ tốt hơn cho việc mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm của địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá cao những thông tin cập nhật, thực tiễn, đa chiều của các địa phương, hiệp hội cùng nhiều nhiệm vụ giải pháp được đề xuất. Đây là những thông tin hữu ích cho Bộ Công Thương trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại trên cả nước, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của nước ta năm 2023 cũng như chiến lược quốc gia về phát triển thương mại trong nước, xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.